Chào anh em nhé, hôm nay mình làm video tâm sự về nghề bán VPS. Mấy anh em thì nghề này có sướng không? Thì mình trả lời là nghề này sướng và rất nhiều tiền, nhưng mà tiền là tiền cho đằng khác các bạn ạ. Khi các bạn thuê VPS bên mình thì mình cũng phải đi, tóm lại là đi thuê lại một bên khác, nhưng mà khi sập thì mình sẽ bảo hành cho các bạn. Còn cái bên bán cho mình ấy, họ không bao giờ bảo hành. Tại vì mình đã mua được giá rẻ, nhưng đồng nghĩa với giá rẻ là không có bảo hành. Thì mình làm video này để nói với tâm sự cùng anh em một chút về cái VPS, cũng như là quá trình anh em sử dụng. Thì đây, khi mà anh em dùng quá, gọi là quá ngưỡng CPU thì nó sẽ có thư cảnh báo đối với mình. Còn anh em thì anh em không biết đâu, anh em chỉ dùng VPS thôi. Mà khi cảnh báo quá nhiều lần hoặc là quá ngưỡng nó cho phép ấy, thì nó sẽ khóa tài khoản, có nghĩa là nó khóa VPS lại. Và khi khóa lại thì đồng nghĩa mới là mất thôi, không bao giờ mở được lại. Không mở được lại nha. Thì anh em treo game chú ý giúp mình là đã thuê và mình ghi treo số ắc như nào thì treo như vậy, không treo quá, không cố làm gì cả, treo thêm một hai ắc không làm gì cả mà để nó bị khóa nhá. Mình bán VPS cho anh em thì mình không muốn là để mất lòng. Tất nhiên là sập thì mình vẫn đền thôi, nhưng mà sập nhiều quá, lỗi lặp đi lặp lại mà các bạn cứ treo quá số ắc thì một vài trường hợp mình sẽ làm căng để các bạn lần sau không tái phạm nữa. Thì trước đây thì có một vài thằng nó bảo là treo quá CPU cũng không không sập VPS nhá. Thì đấy là do người ta chưa biết hoặc là người ta dùng hãng khác. Còn có một số hãng như hãng mình đang dùng thì dùng quá CPU thì nó sẽ sập. Một vài trường hợp thì mình đã làm căng, có nghĩa là treo quá số ắc nhiều lần, làm sập nhiều lần, nói không nghe, nói không được, thì mình đã làm căng là các bạn ấy coi như VPS đấy không được bảo hành luôn. Còn tại sao mà các bạn treo một ắc vẫn bị sập? Thì nguyên nhân là khi thuê thì mình thuê theo cả cụm đúng không? Một cụm nó sẽ có khoảng 10 máy. Nếu mà một máy ở trong đấy mà nó bị sập, có nghĩa là một máy làm ảnh hưởng đến 10 máy còn lại, thì nó sẽ tương đương là 9 máy kia là nó cũng tèo 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 cùng. Và như vậy là thiệt hại về thằng bán VPS. Còn các bạn thuê VPS thì các bạn không biết điều đấy. Điều tiếp theo nữa là cái game gọi rồng nhá. Riêng game gọi rồng thì khi mà nó bảo trì đột ngột ấy thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là các bạn đăng nhập vào đây, đăng nhập vào không được. Nó sẽ đít ra màn hình đăng nhập ấy. Các bạn đợi mình chút. Nó sẽ đít ra màn hình như này và nó sẽ vào lại game nhưng mà nó không vào được, nó cứ thoát ra vào lại liên tục ấy. Ở đây là một ắc này nhá, một ắc thì CPU nó đã là cao rồi, mà các bạn tưởng tượng là hai mươi mấy ắc cùng một lúc như vậy thì nó sẽ full nó CPU, nó sẽ đầy CPU và nó làm cho tình trạng là bị quá băng thông này, có nghĩa là đăng nhập liên tục ấy, nó sẽ gây ngốn băng thông, nó sẽ bị chặn. Đầu tiên là sẽ bị chặn băng thông, sẽ gây ra tình trạng mất mạng. Tiếp theo là gây ra tình trạng đầy CPU, full CPU, cũng làm cho VPS bị đơ. Và tiếp theo nữa là trường hợp mà cuối cùng là bị khóa, gọi là sập VPS. Thì các bạn treo gọi rồng, chú ý giúp mình cái điều này là khi
mà server nó có thông báo bảo trì. Khi game game có thông báo bảo trì, game mọi giờ có thông báo bảo trì thì các bạn vui lòng giúp mình là tắt hết tất cả các cái app game này đi, đóng hết lại, đợi lúc nào mà bảo trì xong rồi các bạn vào VPS treo lại bình thường. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đi học hay là các bạn ngủ hay là nó bảo trì đột ngột mà các bạn không biết thì tất nhiên là mình không trách các bạn được, nếu nó sập thì mình vẫn bảo hành, còn nếu mà nó đơ thì các bạn nhắn tin lại cho mình sẽ fix, nếu mà fix được thì fix, không fix được thì mình đèn cái mới. Còn đấy là trường hợp gọi là trường hợp không ai muốn nhé, trường hợp không ai muốn là nếu mà nó đơ hay là nó bị chặn ấy, nó bị quá băng thông, nó sẽ bị gọi là bị giới hạn, nó bị limit ấy. Thì mình sẽ cố gắng fix hoặc là mình đổi lại cho các bạn cái khác. Còn đấy là trường hợp không ai muốn. Còn nguyên nhân thì là do cái game ngoại rồng, chỉ có game ngoại rồng bị thế thôi. Còn các cái game khác làng lá hay là ninja hay là ngọc rồng thì nó sẽ không bị cái tình trạng như vậy nhá. Và điều cuối cùng là khi sập VPS thì các bạn hãy gửi lại IP và mật khẩu của VPS đấy cho mình. Gửi xong rồi thì các bạn vui lòng chờ đợi là mình sẽ xử lý. Mình sẽ xử lý không không sót bạn nào lần lượt. Các bạn hãy tưởng tượng là một sáng thức giấc, chưa kịp đánh răng rửa mặt luôn, chưa kịp ăn sáng. Và mở tin nhắn lên thì thấy độ khoảng chục cái tin nhắn là VPS sập rồi anh ơi, VPS sao vậy, VPS bị cái gì, dậy sửa lỗi đi. Có những bạn nhắn tin cả lúc 2-3 giờ sáng, cái lúc đấy thì mình không thể fix được, mình sẽ fix và sửa lỗi và đền VPS cho các bạn trong giờ làm việc. Các bạn vui lòng chờ đợi nhé, khi VPS bị sập thì nhắn tin lại cho page mình, gửi lại IP và path. Nhắn tin xong rồi thì vui lòng chờ mình xử lý lần lượt, không spam nhé. Đây là video tâm sự thôi, video này nó hơi dài dòng chút. Anh em nào mà thuê VPS làng lá hay gọi rồng thì liên hệ page mình, riêng game gọi rồng thì anh em trao thì anh em chú ý một chút giúp mình, thì nó vừa hỗ trợ mình đỡ bị sập, giúp anh em tránh bị đơ, đỡ mất thời gian, đỡ mất gọi là đỡ mất thời gian chờ đợi đèn VPS, đỡ mất thời gian chờ fix, thì anh em chủ động giúp mình nhé. Chào tạm biệt anh em.